Xin chào anh em nhé. Đây là cái hồ câu mà tối hôm trước mình câu này. Anh em nhìn cỏ mọc tốt xanh um này. Đó, do là khoảng tầm 7 tháng rồi người ta không có thả cá, chủ hồ người ta không thả cá nên là không ai câu, chắc là chỉ có mình câu thôi. Đây anh em này nhìn hồ rộng bao la luôn. Đấy, hồ rất chi là rộng mà đẹp chứ. Nhưng mà chủ hồ người ta không có đầu tư. Tại vì nó vào khu dự án ấy, người ta không có đầu tư. Tôi còn tưởng là sắp gạn rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy gạn. Dự án người ta lấy đây anh em này. Cái hồ này câu, ngồi câu thì rất chi là đẹp luôn. Hôm nay là anh em mà đi câu giải trí ra đây câu 100 nghìn. Ngồi thoải mái thì anh em cứ ra đây ngồi giải trí thôi. Đây, đêm hôm trước mình câu ở đây này. Anh em nhìn thấy không có một con cá nào quẫy này. Đó, mặt hồ phẳng lặng, cá không quẫy và người câu không có. Đó, người câu không có. Đây, cái hồ này là anh em nhìn này, đây là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội. Đó là đường trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội thì đây cái hồ câu nó ở ngay bên cạnh đây. Đây hồ câu ngay bên cạnh trường luôn. 100.000. Rất nhiều anh em hỏi địa chỉ cái hồ này, mình nói nhiều rồi nhưng mà lần nào anh em cũng đi câu thì anh em cũng cũng có người hỏi. Hôm nay tiện thì mình đi qua đây thì mình quay một đoạn anh em xem. Đó, Cao đẳng Công nghệ Cao này. Đây bên tay phải màn hình anh em xem nó là trường và bên tay trái nó là cái hồ. Anh em nhìn hồ cực kỳ đẹp luôn nhưng mà không có người câu, tại vì người ta không thả cá nên người ta không câu thế thôi. Hồ này chỉ thích hợp cho mình ngồi oánh lăng xê thôi. Đây anh em nhìn này, nếu mà có người câu ví dụ như kiểu cái điểm đẹp như thế này thì chắc chắn là phải lì cỏ ra rồi. Đấy anh em nhìn cỏ này, cỏ tốt xanh có ai câu đâu. Đấy này, trời ơi cỏ xanh mướt luôn này. Đấy, cỏ xanh mướt đây, chỗ ngày xưa thả cá người ta hay ngồi này, giờ cỏ mọc tùm rồi. Đấy, hồ cực kỳ đẹp luôn, view đẹp. Hồ này mà ngồi mà đóng cá thì phê thì thôi rồi, cho nó chạy mút chỉ ở đây chép kìa, chép kìa, chép thở kìa. Tại anh em có tăm tăm chép kìa, tăm chép ở trong kìa. Nó vẫn còn cá nhưng không phải là không còn cá, nhưng mà nó còn cá sót ít thôi nên là người ta không câu. Mà cái hồ thì còn ít cá mà lại quá rộng nên là người ta không câu anh em nhé. Thực sự là không phải là không câu mà là rất ít người câu. Trong đấy có mình cũng câu. Thế thôi, còn cái tỷ lệ người câu đây thì rất ít. Bởi vì người ta cứ xác định ngồi xuống là gần như là móm ấy mà. Thế thì nó mới có giá 100.000 ngồi thoải mái anh em nhé. Đây, hôm nay thì trời nó hơi lạnh, mình đang cố gắng hôm nào đi câu buổi tối nữa ở đây, đi câu đêm giống hôm trước đấy. Đấy, đấy cá đây này, cá đây này, con dọn bể vừa thò đầu lên đấy, con này cũng ăn được. Đấy thì mình nổ luôn địa chỉ anh em nào vài hôm nữa thì mình nó ấm lên một chút. Lạnh lạnh cho mình đi buổi tối ngại. Vài hôm nữa cho nó ấm lên một chút thì mình rủ anh em nào đi câu đêm thì đến đây. Để lại số điện thoại mình alo xong rồi mấy anh em rủ nhau đi câu đêm ở đây. Anh em lưu ý là đi câu đêm đi với mình thì họ cho câu nhé. Rồi. Hai sinh viên trốn tường đi chơi này.